Hello, every student. My name is Gideon. Today I'm going to teach you the initiative session 8. A 1 and 3. Let's start. Chào các em, cô tên Gideon. Hôm nay cô sẽ dạy các em bài 13, session 8. A 1 và A 3. Let's start. Em hãy chuẩn bị tập gõ bút viết ra viết bài nha. Now before we go into the new lesson, let's check the old lesson. Let's rewrite the following sentences using so, to, either, neither. We have 3 minutes for this activity. Let's start. Now time finished. Let's check your answer. Number 1. I can swim. He can swim. I can swim and he can swim too. Or so can he. Đây là câu khẳng định chúng ta sử dụng so to để kết câu lại với nhau. Và to ở đứng ở cuối câu chứ nó có dấu phẩy. So đứng đầu câu có đảo ngữ. Có nghĩa là chủ ngữ ra phía sau. Động từ ra phía trước. Và đây là modal verb, như đó là can được đem ra phía trước nha các bạn. Number 2. He doesn't like soda. We don't like soda. Answer. He doesn't like soda and we don't either. Or neither do we. Đây là câu phủ định thì chúng ta sử dụng either hoặc neither để kết câu. Và either nằm ở cuối câu còn neither nằm ở đầu câu, có đảo ngữ.
Đây là phủ định, do đó chúng ta phải mượn trộm từ do hoặc đơ đối với hiện tại đơn nhé các bạn. Number 3. He is a student. I am a student. Answer. He is a student. And I am too. Also am I. Đây là câu khẳng định của động từ to be. Đó, chúng ta dùng so to. Và to be được đem ra phía trước chủ ngữ. Number 4. Susan won't go shopping. They won't go shopping. Answer. Susan won't go shopping. And they won't either. Or neither will they. Đây là câu phủ định. Chúng ta phải dùng either hoặc neither. Và một verb là won't, will. Đảo ngữ ha các bạn ha. Number 5. Mary ate noodles yesterday. Her friend ate noodles yesterday. Answer. Mary ate noodles yesterday. And her friend did too. Also did her friend. Đây là câu khẳng định với thì Simon Bart. Thì khi đảo ngữ chúng ta phải mượn trò động từ là did cho mọi người. Number 6. We didn't play tennis yesterday. We didn't play tennis yesterday. Answer. We didn't play tennis yesterday. And we didn't either or neither did we. Và đây cũng là câu phủ định với gì? Thì Simon Bart. Chúng ta cũng phải mượn trộm từ did cho mọi người. Now we move unit 13 activity. Session 8 sports. There are lots of kinds of sports. For example, soccer, tennis, swimming, jogging, running. Do you like sports? I think sports are very good for your health. You should choose one kind of sport to improve your health. Có rất nhiều loại thể thao, ví dụ như đá banh, bơi lội, đi bộ, chạy bộ, vân vân. Các bạn có thích thể thao không? Tôi nghĩ là các bạn hãy chọn một môn thể thao cho mình để gì? Cải thiện sức khỏe nhé. Now let's make the name of the sport to the right picture. We have 2 minutes for this activity. Let's start. Now time finish. Let's check your answer. Number 1. Cycling. Cycling là môn đạp xe đạp. Gymnastics.
Gymnastics là môn thể dục dụng dụng cụ. Number 3. Tennis. Tennis là môn quần vợt hay gọi là. Number 4. Running. Running là môn chạy bộ. Number 5. Swimming. Swimming là môn bơi lội. Number 6. Horse riding. Horse riding là môn cưỡi ngựa. Number 7. Volleyball. Volleyball là môn bóng chuyền. Number 8. Soccer. Soccer là môn đá, the ball. Number 9. Basketball. Basketball là môn bóng gì? Bóng rổ. Number 10. Table tennis. Table tennis là môn bóng bàn. Number 11. Baseball. Baseball là môn bóng chày. Number 12. Golf. Golf là môn đánh golf. Number 13. Skateboarding. Skateboarding là môn trượt ván. Number 14. Windsurfing. Windsurfing là môn lướt ván có buồm. À, lướt ván buồm ha các bạn. Number 15. Scuba diving. Scuba diving là môn lặn của bình dưỡng khí. Number 16. Badminton. Badminton là môn cầu lông. Number 17. Ice skating. Ice skating là môn trượt băng nghệ thuật. Number 18. Skiing. Skiing là môn trượt tuyết. There are lots of kind of sport. Rất nhiều ý, môn thể thao. Cô hy vọng là các bạn sẽ chọn được môn thể thao mà mình ưa thích nha, để giúp cho chúng ta săn chắc và khỏe mạnh. Now, Memo A1, listen and read. Activities. Sports. 1. Listen and read. Then answer the question. The recent survey teams in the USA has a surprising results. The survey considered that he was what sports do you win? First, skateboarding. Second, roller skating. Third, rollerblading. Fourth, basketball. Fifth, football. Sixth, volleyball. Seventh, tennis. Eighth, badminton. Ninth, swimming. Tenth. Baseball is the most. Này, để cô dịch cho các bạn nghe nha. Một cuộc nghiên điều tra gần đây về thanh thiếu niên ở Mỹ có một vài kết quả đáng ngạc nhiên. Cuộc điều tra chỉ là một cách đơn giản thôi. Nó hỏi thanh thiếu niên, what sport do you like? Bạn thích môn thể thao nào? Đây là 10 môn thể thao phổ biến nhất. Đứng đầu là môn baseball, môn bóng chày. Đứng thứ nhì là môn skateboarding, là môn trượt ván. Đứng thứ ba là roller skating, là môn trượt patin. Đứng thứ tư cũng là rollerblading, cũng là môn trượt patin. Mà giày chạy, giày trượt thì nó có cái thanh trượt dọc theo đế cái giày. Đứng thứ năm là môn basketball, là môn bóng rổ. Đứng thứ sáu là football, là đá banh. Đứng thứ bảy là volleyball, là môn bóng chuyền. Đứng thứ tám là tennis, là môn quần vợt. Đứng thứ chín là badminton, là môn cầu lông. Và đứng thứ mười là môn
swimming, bơi lội. Best boy, bóng bóng chày là sự lựa chọn phổ biến nhất. Thậm chí nó không phải là một trong những môn phổ biến nhất trên thế giới. Hàng triệu người chơi và xem nó trên khắp thế giới. Một điều đáng ngạc nhiên là nhiều thanh thiếu niên nói rằng họ thích môn bóng bàn. How about you? Còn bạn thì sao? Now we have some vocabulary. Listen and repeat after me. Recent. Recent. Gần đây. Tính từ. Chẳng từ. Recently. Recently. Cuộc điều tra khảo sát. A survey. A survey. Thanh thiếu niên. Teenager. Teenager. Teenager là chỉ thanh thiếu niên từ 13 tới 19 tuổi nha các bạn. Làm ngạc nhiên. Surprise. Surprise. Danh từ cũng là surprise. Surprise. Tính từ surprising. Surprising. Chẳng từ surprisingly. Surprisingly. Kết quả. The result. The result. Đơn giản. Symbol. Symbol. Vị trí. Position. The position. Môn điền kinh. Athletic. Athletic. Môn bóng chày. Baseball. The baseball. Chuột ván. Skateboarding. The skateboarding. Chuột baten. Roller skating. Roller skating. Đây là môn chuột baten mà có giày trượt. Bánh xe có bốn bánh xe. Có bốn bánh xe ở bốn góc. Roller blading. Roller blading. Là cũng là chuột baten nhưng mà giày trượt có bánh xe dọc theo cái đế dài. Choice. Choice, sự lựa chọn. Động từ nó là choose, choose. Em nhớ đọc đọc nhiều lần để luyện đọc nha. Now ask and answer the question. A. Is basketball your favorite sport? If not, what's your first choice? Môn bóng chày có phải là môn thể thao bạn ưa thích nhất phải không? Nếu không phải, thì sự lựa chọn đầu tiên của bạn là gì? Question B. Do you like table tennis? Bạn có thích môn bóng bàn không? Now we have 1 minute for this activity. Let's start. No time finish. Let's check your answer. A. Is baseball your favorite sport? If not, what's your first choice? Môn bóng chày có phải là môn thể thao thích nhất của bạn không? Nếu đồng ý, các bạn sẽ trả lời là yes, it is. Nếu không đồng ý, các bạn sẽ trả lời là no, it isn't. And answer, my first choice is swimming, soccer, jogging, running, so on. Bạn có thể trả lời là môn thể thao. Sự lựa chọn đầu tiên của tôi là môn gì? Bơi lội, đá banh, đi bộ, chạy bộ, v.v. Question B. Do you like table tennis? Bạn có thích bóng bàn không? Nếu đồng ý trả lời, yes I do. Còn nếu không, sẽ trả lời là no I don't. Các bạn hãy tự chọn môn thể thao cho mình đi nhé. Now before going to the A3, let's listen to music for relaxing.
Now we move to A3. Listen. Trong phần A3 này chúng ta sẽ học cách đổi từ một tính từ sang một trạng từ và đổi từ một động từ sang danh từ chỉ người. Thì nhìn sơ qua chúng ta thấy ví dụ như skillful, skillfully. Muốn đổi một tính từ sang trạng từ thì chúng ta chỉ việc thêm từ ly thôi các bạn ha. Còn muốn đổi từ một động từ sang danh từ chỉ người thì chúng ta chỉ việc thêm ear. Ví dụ như play, player, swim, swimmer nha. Now we have some vocabulary. Listen and repeat after me. Good, good. Tính từ, tốt, giỏi. Trạng từ, well, well. Opposite của nó là bad, bad. Tệ hoặc dở. Trạng từ, badly, badly. Chậm chạp, slow, slow. Trạng từ, slowly, slowly. Opposite của nó là fast, fast. Fast này là nhanh, mau. Nó vừa là tính trạng, vừa là trạng từ. Self, self. An toàn. Trạng từ selfly, selfly. Danh từ safety, safety. Nhanh chóng, quick, quick. Trạng từ quickly, quickly. Đạp xe đạp, cycle, cycle. Người đạp xe đạp, cyclic, cyclic. Chơi, play, play. Người chơi, player, player. Bơi lội, swim, swim. Người bơi, swimmer, swimmer. Chạy là run, run. Người chạy, runner, runner. Các bạn nhớ đọc nhiều lần để luyện đọc nha các bạn. Now we have treasure. Example. Hey, a good student. Hey, study well. Chúng ta cho công thức sắp xếp block B, block on, block ST, block now. Đồng nghĩa với công thức sắp xếp block for, thêm S hoặc ES nếu chủ ngữ ngồi thứ ba suất. Block ever. Ever này được suy ra từ ST ở trên. Và verb này được suy ra từ now. For example, well được suy ra từ good. Và study được suy ra từ student. Chúng ta có ghi chú change an ST into an effort. Đổi một tính từ sang trạng từ thì chúng ta chỉ việc thêm từ leave. For example, bad, badly. Đó, tuy nhiên vẫn có một số trường hợp đặc biệt mà chúng ta phải học thuộc lòng. Now listen and repeat after me. Fast, fast. Nhanh. Vừa tính vừa trạng. Good, well. Hot, hot, vừa tính vừa trạng. Late, late, vừa là tính vừa là trạng. Early, early, vừa là tính vừa là trạng. Và bên cạnh đó có một số tính từ tận cùng là y dài mà trước nó là một phụ âm. Thì ta phải đổi y dài thành y ngắn và thêm đuôi ly. For example, happy, happily, easy, easily. Phần này các bạn phải học thuộc lòng nha. Hey people,
change a verb into a noun, đổi một động từ sang danh từ, thì chúng ta chỉ việc thêm cái đuôi er. For example, play player, swim swimmer. Đối với những động từ một phần tận cùng là một phụ âm trước nó là một nguyên âm, thì phụ âm này phải được double trước khi thêm er. Tuy nhiên vẫn có một số danh từ đặc biệt mà chúng ta phải học thuộc lòng. Now listen, repeat after me. Cycle, cyclic. Study, student. Type, typic. Compete, competitor. Nên là đối thủ các bạn. Đuôi nó là R. Participate, participant. Đuôi nó là R-A-N-T. Nào, này là các bạn phải học thuộc lòng nha. Now time has finished. We have homework. Learn vocabulary and remember. Do exercise in workbook and attend from the school website. Prepare section A 4 and 5, unit 13, English 7. Bài học đã hết rồi. Bây giờ chúng ta về nhà học từ vựng và ghi dấu, làm bài tập trong sách bài tập và làm bài test từ website của trường. Nhớ chấm điểm xem mình được bao nhiêu điểm nha. Chuẩn bị section A 4 và A 5 của unit 13. Bye. See you later. Thank you for your listening.